Hôm trước có bà nhờ tôi tìm màu cam rất dễ dùng, thì hôm nay tôi đã tìm được rồi đây. Mà cây son này còn thuộc dạng dành cho những cô nàng chân dài nữa đấy. Cây son này thì đến từ hãng Tododo. Mình cũng không biết là mình đọc đúng tên hay không, nhưng mà tên nó cũng khá là hay nhở. Thiết kế ở cây son này thì lấy cảm hứng như kiểu phi hành gia, tàu vũ trụ các thứ ấy, nên là nhìn cũng khá là hay. Hai màu mà mình thử là 01 và 03, mình thấy đây là hai màu son mà mình ưng nhất bảng. Về mùi son của em này thì có cái mùi kẹo ngọt rất là dễ chịu. Và đây là màu cam đất 01 mà mình nói với mọi người ngay từ đầu là rất là dễ dùng ý. Da trắng hay da ngăm thì đều dùng rất là ok và không hề kém men răng một chút nào cả. Còn với 03 thì là một tông đỏ hồng cổ điển. Tông son này thì mình nghĩ là cũng không quá kén da đâu, mà thậm chí còn làm rất là sáng da nữa đấy. Hy vọng là video của mình đã giúp ích cho mọi người. Nếu như mà các bạn quan tâm đến son nội địa Trung thì chắc là các bạn sẽ không xa lạ gì với dòng son Teru nữa đâu ha. Kiểu mình thấy bộ sưu tập Lào ra cũng hot dần dần trên TikTok luôn á. Và lần này thì cũng không ngoại lệ. Hôm trước mình có xem video của Jack thì có bảo dòng son này thiết kế theo kiểu concept khu vườn bí mật ấy, nghe thú vị ha. Về kiểu cái thiết kế vỏ hộp của son nội địa Trung thì mình không phải bán đấy nha, vì nó quá là xinh và cầu kỳ luôn ấy. Màu ở đây mà mình có là 995, một tông màu MLBB rất là xinh luôn. Các bạn mà mê những tông son màu MLBB tự nhiên mà xinh thì không thể bỏ qua em này nhá. Tiếp theo 996 thì mình thấy là một tông màu kiểu hồng đất nghiêng hồng nhiều ít đất và hơi có một chút đánh tím. Chất son kiểu là platinum nó khá là mỏng ấy, nên là nó lên màu cũng phụ thuộc vào lên môi gốc của mình khá là nhiều ấy. Màu son này thì sẽ sinh trên các bạn da trắng hơn nhá, các bạn da ngăm thì lên có makeup đi kèm nha. Một món quà Giáng sinh dành tặng cho những con người đam mê cà phê. Mình biết đến cái hãng Dero này là qua chị Bảo cũng như là chị Giang, vì hai chị đã review những cái sản phẩm rất rất là đáng yêu của hãng này ý. Thế là mình đã ngay lập tức chốt đơn luôn để có thể review cho mọi người. Đầu tiên sẽ là cái em cà phê mập mập lùn lùn ú ú này. Thì em này là son màu và bên trong có tận 6 màu son được thiết kế là những cái hình ngôi sao rất là nhỏ nhỏ đáng yêu. Mà 6 màu son này thì như kiểu những viên kẹo nên có mang đi học thì các thầy cô cũng không hề chú ý đến. Vì có tận 6 màu son thế cho nên là mình có thể đổi mỗi ngày một màu son này, hoặc là chia cho đám bạn thân của mình mỗi đứa một cây. Màu son thì rất là đa dạng và mình thấy là nó cũng khá là dễ dùng thôi. Hơn nữa thì mình thấy chất son này rất là mướt môi nên các bạn môi khô vẫn có thể sử dụng được nha. Nếu muốn đánh son màu đẹp thì chắc chắn là phải dưỡng môi rồi, và Dero cũng có một cây son dưỡng cà phê. Em này không chỉ có cái thiết kế hình cốc cà phê mang đi đâu mà cả mùi son cũng giống mùi kẹo cà phê Copico nữa đấy. Màu son của em này khi squat ra tay thì sẽ thấy hơi nâu nâu nhưng lên môi thì là không màu nha mọi người. Và chất dưỡng của em này thì cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Tín đồ cà phê nào muốn nhận món quà này từ ai thì tắt tên người đó vào nha. Mấy lần mình làm về son màu hồng đất thì các bạn có đề cử cho mình cái em màu số 2 của nhà Perfect Diary. Hình như là nó có dòng thường với cái dòng kết hợp với Hello Kitty này. Mình thấy cái dòng này xinh quá nên là mình đã chọn cái dòng này. Mẹ lúc mua kiểu mình thấy tiện sale nên là mình có mua thêm màu 13 nữa. Đây màu đầu tiên là 002, một tông màu hồng đất rất là đẹp luôn. Chất son cũng rất là mềm mịn, mùi son cũng thơm. Màu này thì mình thấy là nó cũng sẽ không kén tông da đâu và các bạn có thể dùng trên mặt mộc được á. Tiếp theo là màu 013, một tông màu đỏ đất không quá trầm cũng rất là xinh và dễ dùng. Tóm lại thì mình rất là ưng hai cái em này từ thiết kế đến màu son rồi mùi son các thứ luôn. Này là câu chuyện sưu tầm son, thì thật sự son thì chỉ sợ không có tiền mua thôi, chứ sưu tầm thì không biết bao giờ mới hết luôn á. Riêng cái son nội địa Trung thôi thì kiểu mẫu mã đã rất là đa dạng luôn rồi. Và ngày hôm nay thì mình lại unboxing cho mọi người xem hai em son đến từ nhà Zuido. Đầu tiên là em son dưỡng không màu cùng bộ sưu tập với cái em má hồng hôm trước mình khui cho các bạn xem á. Son có mùi vali nhẹ, độ dưỡng khá là tốt, tầm 2-3 tiếng tùy thời tiết khí hậu ấy nha. Tiếp theo sẽ là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo cho các bạn nào mà đang tìm một sản phẩm để tặng người yêu hay tặng bạn này. Cái vỏ hộp của nó được thiết kế như một hộp quà màu hồng rất là xinh luôn. Cây son bên trong cũng rất là đẹp nữa. Màu mà mình có là màu 02, một màu đỏ đất siêu dễ dùng và không kén tông da nhé. Dòng son tin bóng mới ra của nhà Focalua gần đây thì mình thấy em này khá là hot trên TikTok và mình thấy các bạn cũng bảo mình swatch rất là nhiều, thì hôm nay mình sẽ swatch 5 em mà mình có nhé. Mình thấy bảng màu lần này thì cũng đa phần là những cái màu son có pha đất nên là mình thấy nó khá là phù hợp với làn da người Việt và khá là dễ dùng ấy. Với cá nhân mình thì mình thấy cái dòng son này của hãng chất lượng thật sự luôn ấy, không thua kém gì son tin bóng của Hàn luôn mà giá thành lại rất là rẻ nữa. Điểm cộng của em này là son bóng nhưng mà rất là nhẹ môi và không hề dính môi nhá. Ba màu đầu mà mình swatch thì nó đều là cái tông màu kiểu đỏ cam đất ấy, nó hơi na ná nhau, chỉ hơi thay đổi sắc tố một chút thôi. Màu thứ tư là một em hồng đất MLBB khá là xinh. Nếu mà nhìn kỹ thì trong cái em son này nó có những cái hạt nhũ vàng li ti á. Cuối cùng thì là một em màu kiểu mận chín. Thật sự là mình thấy màu gì kết hợp với son bóng nó cũng đều xinh hết ấy. Đánh lên môi nhìn nó cứ kiểu căng mọng ấy, nhìn rất là thích. Một dòng son thỏi nội địa Trung mới ra của nhà Pink Flat. Màu đầu tiên mà mình có là 03, một tông màu hồng nút. Màu son sẽ phù hợp với những bạn thích makeup tông tây và đậm đà một chút nhá. Chất son có dưỡng lướt trên môi rất là mềm mịn. Tiếp theo 04 là một tông màu hồng đất. Màu này đậm hơn màu 03 và cũng dễ dùng hơn ấy, nhưng mà các bạn cũng nên có một chút makeup đi kèm nhá. Tiếp theo là BB02, một tông màu kiểu đỏ cam cháy. Màu son này thì sẽ phù hợp với nhiều tông da và các bạn không makeup thì cũng có thể sử dụng được này. Cuối cùng là BB05, một tông màu đỏ đất cũng không kén tông da và ai cũng có thể sử dụng được nhá. Mấy em này mặc dù là son thỏi nhưng mà kiểu nó đều có dưỡng nên là những bạn nào mà kiểu môi khô thì cũng vẫn có thể sử dụng được nhé.
Nếu như mà bạn còn là học sinh và thích cây son 3CE Blue Water Tint mà cảm thấy giá nó hơi cao tầm hơn 300 cành thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bản đúp hoàn hảo của em nó mà giá thành dưới 100k nha. Đây chính là dòng son Terun mà dạo gần đây rất là hot ở trên TikTok, đặc biệt là cái em màu 663 này. Chất son mình thấy nó tương tự nhau luôn ấy. Còn về màu son thì cũng phải tương tự tầm 80 đến 85%, chỉ là cái cây Terun nó sẽ hơi nghiêng hồng hơn một chút. Này là câu chuyện sưu tầm son, thì thật sự son thì chỉ sợ không có tiền mua thôi, chứ sưu tầm thì không biết bao giờ mới hết luôn á. Riêng cái son nội địa chung thôi thì kiểu mẫu mã đã rất là đa dạng luôn rồi. Và ngày hôm nay thì mình lại unboxing cho mọi người xem hai em son đến từ nhà Judido. Đầu tiên là em son dưỡng không màu cùng bộ sưu tập với cái em má hồng hôm trước mình khui cho các bạn xem á. Son có mùi vali nhẹ, độ dưỡng khá là tốt, tầm 2-3 tiếng tùy thời tiết khí hậu ấy nha. Tiếp theo sẽ là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo cho các bạn nào mà đang tìm một sản phẩm để tặng người yêu hay tặng bạn này. Cái vỏ hộp của nó được thiết kế như một hộp quà màu hồng rất là xinh luôn. Cây son bên trong cũng rất là đẹp nữa. Màu mà mình có là màu 02, một màu đỏ đất, siêu dễ dùng và không kén tung ra nhé.